Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức chương trình tham gia liên hoan của đơn vị huyện Lương Tài với tiết mục đầu tiên, tiết mục cây đàn guitar biểu diễn top ca nam nữ sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Cây đàn guitar của đại đội ba khi hành quân xa, cây đàn theo ta đi khắp nơi trên chiến trường. Từ miền đông năm mới đàn cùng lên biên giới ca khúc quân hành, cây đàn chúng tôi trở nên người bạn thân tình. Khi vui liên hoan đeo đồng chiến thắng, đời đời chúng ta lỡ ra tình yêu ban đầu. Khi chia tay nhau bên đường chiến đấu, bao người yêu dấu tiếng bước chân, nhớ vào tấm lòng chiếc hôn thắm nồng để lại bao nỗi nhớ mênh mông. Xa nhau để chương trình là bài hát Nơi Đảo Xa, người thể hiện Minh Sao, sáng tác của nhạc sĩ Thế Song. Lời anh đến là biển xa, lời anh tới ngoài đảo xa, mảnh đất quê ta dưới đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa khi hoàng sa ngàn bao tố phong ba, đã vượt qua nước
sông con tàu mang tín hiệu trong đất liền, bật đèn theo con tàu đi xa mãi. Giữa đây biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa xa lô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ơi anh mất em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, như cả dáng hình em mùa gặt nắng đôi vai. Sống giữa mối tình đời thì dù càng thêm vui. Đây con tàu ra khơi, đây con tàu ra vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa, và nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa khi hoàng sa quần đảo đứng hiên ngang, tên hùng ca ngời sáng. Tháng năm con tàu quen sóng cả quen gió biển, được ra bầu lăng tươi giòn thêm anh thêm. Cánh chim hai ô bốn mùa về cùng anh vui ra khơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Đây xuống quá trên vai trăng đầu núi xoay hình anh đang đứng đó, trở về đất liền cánh buồm chờ đầy tin yêu. Sống vui mối tình đời thì thù càng thêm yêu. Đây con tàu ra khơi, đây con tàu ra khơi. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gần nặng đôi vai. Sống vui mối tình đời thì thù càng thêm vui. Đây con tàu ra khơi, đây con tàu ra đây con tàu xa. Kết nối chương trình, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, giọng hát của Thanh Hoa. Xin trân trọng mời toàn thể ở liên hoan thưởng thức bài hát Nổi Lửa Lên Em. Hãy subscribe.
Chày trên sóc bom bo, sáng tác Xuân Hồng, biểu diễn top nam nữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kết thúc chương trình, tiết mục năm anh em trên một chiếc xe tăng biểu diễn top ca nam nữ. Xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức. Quý đại biểu, khách quý, kính thưa các cụ, các bà, thưa toàn thể liên hoan kính mến, đơn vị huyện Lương Tài đã khép lại chương trình làm việc buổi sáng của liên hoan. Xin được trân trọng thông báo và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 13:30 chiều nay.